Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ Logistics. Có rất nhiều bạn đặt câu hỏi về Logistics rằng là cái vụ việc của Hiền Hồ ấy, thì liệu Hiền Hồ và người anh trai thì có bị xử phạt gì hay không? Tôi phải khẳng định luôn rằng sau khi đọc những cái quy định pháp luật bao gồm là luật hôn nhân và gia đình cộng với là bộ luật hình sự và những cái nghị định hướng dẫn ấy, thì theo quan điểm của tôi Hiền Hồ sẽ không bị chịu một cái chế tài gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì là theo quy định tại điều 5 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì có quy định về những cái việc cấm trong kết hôn, trong ly hôn. Theo đó thì để bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì nhà nước sẽ cấm những cái hành vi như là người đã có gia đình rồi chung sống như vợ chồng với người khác và người mà chưa có gia đình nhưng lại chung sống với một người mà mình biết rằng là đã có vợ có chồng rồi thì mới bị xử phạt. Vậy theo các bạn, Hiền Hồ sẽ thuộc vào trường hợp nào trong những trường hợp mà tôi vừa đề cập? Rất khó, bởi vì là rõ ràng chỉ là anh em họ thôi, anh em nương tựa nhau, chỉ có những cái hình ảnh thể hiện rằng là có chụp chung với nhau, nhưng để thể hiện rằng là việc chung sống thì phải có những cái bằng chứng chứng cứ cụ thể. Trước đây vào năm 2001, cụ thể là tại thông tư liên tịch số 01/2001 giữa các cơ quan ban ngành gồm tòa án, kiểm sát và công an này, có hướng dẫn cụ thể về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Theo đó thì việc chung sống như vợ chồng phải thể hiện giữa việc là họ chung sống, họ quan hệ dưới một mái nhà, bằng chứng là họ có con chung được hàng xóm công nhận, cùng tạo lập nên một cái khối lượng tài sản chung và chung sống một cách công khai. Vậy thì Hiền Hồ với người anh trai U60 đã đề cập ấy, thì họ làm gì có con chung, có chung sống công khai đâu. Họ cùng lắm chỉ là đi du lịch và chụp ảnh với nhau mà thôi. Thậm chí là cũng không có cái gì thể hiện rằng là họ đã quan hệ vượt quá giới hạn cả. Nên là nếu áp dụng những cái chế tài tại vi phạm hành chính tại điều 59 của cái nghị định 82/2020 ấy, thì nó là khiên cưỡng. Và nếu mà cố để áp ấy, thì mức phạt cũng chỉ là từ 3 đến 5 triệu mà thôi. Cụ thể thì tại điều 59 có quy định là hành vi vi phạm quy định kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với những hành vi sau: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với cái người khác, chưa có vợ có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ ràng là đã có vợ có chồng rồi, đang có vợ hoặc là đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có vợ có chồng rồi. Ngoài ra thì để đủ yếu tố cấu thành tại điều 182 Bộ luật hình sự 2015 ấy thì cần phải đáp ứng rất nhiều yếu tố và nhiều cái hệ quả có liên quan khi mà vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, như là đã bị xử phạt hành chính rồi, hoặc là làm cho cuộc hôn nhân người ta chấm dứt, người ta ly hôn, hoặc là làm cho vợ hoặc chồng một trong hai bên tự sát, vân vân vân, thì tôi đang để hiển thị ở trên màn hình, các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên thì với nhận định của tôi, và tôi vẫn bảo vệ quan điểm đó chính là Hiền Hồ thì sẽ không chịu một cái chế tài nào cả. Tôi nghĩ rằng gia đình của người anh họ U60 kia thì thừa biết điều này, bởi vì profile chất lượng như thế này cơ mà. Nên là thay vì xử lý bằng cái cách là đề nghị những cơ quan chức năng vào cuộc thì gia đình nhà vợ lại lựa chọn những cái cách mà tôi cho là thông minh hơn, khi đăng tải những cái hình ảnh lên mạng liên tục làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chính cô ca sĩ này. Có lẽ thì cách để trừng phạt như vậy nó còn hữu hiệu hơn rất nhiều so với những cái đánh ghen thông thường của những cái người mà không có học thức, đúng không ạ? Hy vọng rằng video này sẽ cung cấp được một phần kiến thức cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.